Chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học toán lớp 2 của trang web olm.vn dựa theo bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Ở bài giảng hôm trước, cô đã giới thiệu tới các con về các số tròn trăm và các số tròn chục rồi. Trong bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm cách so sánh các số tròn trăm, tròn chục. Trước tiên, các con hãy nhắc lại cách so sánh các số trong phạm vi 100. Cô cần phải so sánh 72 và 48, cũng như 42 và 48. Chính xác, chúng ta đã biết đối với các số có hai chữ số, ta sẽ so sánh số chục trước. Ở đây, 70 lớn hơn 40, vì thế 72 sẽ lớn hơn 48. Hay ở câu B, hai số này thì có cùng số chục. Vậy thì ta sẽ so sánh tới số đơn vị. Hai đơn vị bé hơn 8 đơn vị, vậy thì 42 sẽ nhỏ hơn 48. Vậy là các con đã nhớ cách so sánh các số trong phạm vi 100 rồi. Đây cũng chính là cơ sở để các con so sánh các số tròn trăm, tròn chục. Đầu tiên, ta sẽ tìm hiểu cách so sánh các số tròn trăm. Cô cần so sánh 200 với 300. Trước tiên, cô sẽ dùng các ô vuông để biểu thị 200 và 300. Đúng vậy, chúng ta thấy đây là một thể trăm và 200 thì sẽ bao gồm 2 thể trăm, 300 thì bao gồm 3 thể trăm. Nhìn vào đây, các con sẽ thấy ngay là 200 ô vuông sẽ ít hơn 300 ô vuông. Vậy thì 200 sẽ nhỏ hơn 300. Chúng ta có 200 nhỏ hơn 300 hay 300 sẽ lớn hơn 200. Ở đây chúng ta thấy hai số 200 và 300. Để so sánh hai số này, chúng ta sẽ so sánh số trăm của chúng. 200 thì nhỏ hơn 300, chính vì thế chúng ta sẽ có 200 bé hơn 300. Vậy thì, để so sánh các số tròn trăm, chúng ta sẽ so sánh số trăm. Số tròn trăm nào có số trăm lớn hơn thì số đó sẽ lớn hơn. Số tròn trăm nào có số trăm bé hơn thì số đó sẽ bé hơn. Và hai số tròn trăm có cùng số trăm thì bằng nhau. Đó là cách ta sẽ so sánh các số tròn trăm. Các con cùng củng cố bằng bài so sánh sau. Cô khen chúng mình. Vậy, với việc so sánh các số tròn chục thì sao? Ở đây, cô cần so sánh hai số là 120 và 110. Cô sử dụng các ô vuông để biểu thị hai số này. 120 bao gồm 100 và 20, vậy thì gồm một thể trăm và hai thanh chục như thế này. 110 sẽ bao gồm một thể trăm và một thanh chục. Nhìn vào đây, các con sẽ thấy ngay là 120 ô vuông sẽ nhiều hơn 110 ô vuông, nghĩa là 120 lớn hơn 110. Vậy thì chúng ta cũng sẽ có là 110 bé hơn 120. Số thể trăm của hai số này là bằng nhau, tuy nhiên 120 có hai thanh chục, nhiều hơn 110 có một thanh chục. Tiếp theo, cô cần so sánh hai số là 250 và 350. Chúng ta tiếp tục sử dụng các ô vuông để biểu thị hai số này. 250 và 350. Các con hãy dựa vào đây và đưa cho cô kết quả. Chính xác. Bằng cách nhìn thì ta thấy ngay 250 ô vuông ít hơn 350 ô vuông. Vậy thì 250 sẽ bé hơn 350 hay 350 lớn hơn 250. Chỉ cần nhìn vào thể trăm thì chúng ta sẽ thấy ngay là hai thể trăm bé hơn 3 thể trăm. Thế thì khi đó 250 sẽ bé hơn 350. Hay 610 và 590. Chúng ta cũng có thể thấy được ngay là 610 lớn hơn 590 hay 590 bé hơn 610. Với hai số này, chúng ta cũng chỉ cần so sánh các thể trăm thì thấy 610 gồm 6 thể trăm, 590 lại chỉ có 5 thể trăm thôi. Vậy thì 610 sẽ lớn hơn 590. Vậy là dựa vào đây, chúng ta sẽ có cách so sánh các số tròn chục. Chúng ta sẽ so sánh lần lượt từ số trăm cho tới số chục. Số nào có số trăm lớn hơn thì số đó lớn hơn. Còn nếu như hai số có số trăm bằng nhau thì số nào có số chục lớn hơn thì số đó sẽ lớn hơn. Nếu cả số trăm và số chục bằng nhau thì hai số đó sẽ bằng nhau.
Đó là cách so sánh các số tròn trăm cũng như tròn trục. Bây giờ các con cùng làm các bài trong phần hoạt động. Bài đầu tiên, hãy đếm rồi so sánh các ô vuông trong từng khung như thế này. Ta thấy rằng ở khung đầu tiên có 3 thể trăm, nghĩa là 300. Khung thứ hai có 5 thể trăm, nghĩa là 500. Rõ ràng 300 sẽ bé hơn 500 rồi. Các con tiếp tục. Chính xác, ở đây có 1 thể trăm và 4 thanh trục, vậy thì số này là 140. Ở đây có 2 thể trăm và 3 thanh trục, nghĩa là số 230. 140 rõ ràng là bé hơn 230 rồi. Ở bài thứ 2, hãy điền các dấu lớn hơn, dấu bằng và dấu nhỏ hơn thích hợp. Rất chính xác. Ở đây, khi so sánh 800 với 600 thì ta biết rằng rõ ràng 800 sẽ lớn hơn 600. Ta đã biết 20 cộng 80 hoàn toàn có thể tính nhầm. 2 cộng 6 bằng 8, vậy 20 cộng với 60 sẽ bằng 80. Vậy ở đây ta sẽ điền dấu bằng. 370 và 470, so sánh số trăm thì ta thấy là 300 bé hơn 400. Vậy thì 370 sẽ bé hơn 470. Hay 1.000 là 100. 100 thì lớn hơn 900, vậy 1.000 sẽ lớn hơn 900. Đó là một số hoạt động giúp các con củng cố thêm kiến thức. Bây giờ cô trò mình sẽ cùng luyện tập. Đầu tiên, các con hãy gắn các biển số lên mỗi nhà kho để mỗi ngôi nhà được đánh số theo thứ tự từ lớn tới bé, theo thứ tự từ trái qua phải. Đầu tiên, các con hãy nhìn các biển số và đọc các số này. Sau đó, chúng mình suy nghĩ, so sánh và sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn tới bé để có thể gắn số nhà phù hợp. Rất chính xác. Chúng ta thấy rằng 210 và 270 có số trăm là 2, 350 và 300 có số trăm là 3. Sau đó chúng ta lại so sánh. Một chục bé hơn 7 chục, vậy thì 210 sẽ bé hơn 270. 5 chục lớn hơn 0 chục, vậy 350 lớn hơn 300. Thế thì chúng ta có thể sắp xếp 4 số này theo thứ tự từ lớn tới bé như sau. Lớn nhất là 350, rồi tới 300, tới 270 và cuối cùng là 210. Bài thứ 2, các con hãy tìm số lớn nhất trong các số ghi ở toa tàu. Chúng mình cùng nhìn và để ý, các số ở đây là 730, 310, 370 và 130. Số lớn nhất ở đây là số nào? Chính xác, số lớn nhất chính là 730, chính là số ở toa tàu đầu tiên. Yêu cầu thứ hai là các con hãy đổi chỗ hai toa tàu để các toa ghi theo thứ tự các số từ bé tới lớn. Ở đây chúng mình cần phải chú ý đó là ta chỉ được đổi chỗ hai toa tàu thôi và các số trên các toa thì phải ghi theo thứ tự từ bé đến lớn. Ta vừa biết được là gì, số 730 là số lớn nhất, vậy thì vị trí của nó không thể ở đầu tiên được bởi vì thứ tự ở đây là từ bé đến lớn. Số 730 này phải ở vị trí cuối cùng bởi vì đó là số lớn nhất. Với gợi ý này thì theo các con chúng ta sẽ đổi chỗ hai toa tàu nào? Rất đúng, chúng ta sẽ đổi chỗ hai toa tàu là toa đầu tiên với toa cuối cùng. Thế thì khi đó chúng ta sẽ được các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là 130, 310, 370 và 730. Ở bài tập 3, các bạn gấu có cân nặng là 480kg, 400kg và 540kg. Các con hãy dựa vào hình vẽ để tìm cân nặng của mỗi bạn gấu. Chúng ta có 3 bạn là gấu xám, gấu trắng và gấu nâu. Trước tiên, chúng mình quan sát hình vẽ và so sánh cân nặng của hai bạn. Rất đúng, nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy là gấu xám sẽ nhẹ hơn gấu trắng và gấu trắng thì nhẹ hơn gấu nâu. Vậy thì các con tiếp tục sắp xếp cho cô
Cân nặng của các bạn theo thứ tự tăng dần. Đúng rồi, từ khẳng định bên trên ta suy ra là theo cân nặng tăng dần thì sẽ là gấu xám, rồi tới gấu trắng, rồi tới gấu nâu. Bây giờ các con sắp xếp ba cân nặng này theo chiều tăng dần. Đúng rồi, theo chiều tăng dần thì chúng ta có 400 kg, 480 kg và 540 kg. Vậy thì cân nặng của các bạn sẽ là gì? Gấu xám sẽ nặng 400 kg, gấu trắng nặng 480 kg và gấu nâu thì nặng 540 kg. Như vậy, dựa vào việc so sánh, chúng ta có thể tìm được cân nặng của mỗi bạn gấu. Thế là ở bài giảng ngày hôm nay, các con đã biết cách so sánh các số trong chục cũng như các số trong trăm rồi. Sau khi xem xong bài giảng, chúng mình hãy làm phần luyện tập để có thể củng cố thêm kiến thức. Cô cảm ơn các con và hẹn gặp lại các con trong các bài giảng tiếp theo của olm.vn.